Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Để hiểu rõ hơn về sứ điệp lời Chúa hôm nay, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lại đoạn tin mừng hôm nay. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi làm một việc gì, chúng ta cũng đều mong ước sẽ đạt được kết quả hay là phần thưởng tương xứng với nỗ lực của mình. Chăm chỉ làm việc cho một công ty, chúng ta chờ đợi những đồng lương xứng đáng từ phía người chủ. Đầu tư tài chính vào một dự án, chúng ta mong có được những khoản thẳng dư tương xứng. Hay ví dụ như chỉ một việc nhỏ trong gia đình thôi, đó là vất vả nấu một bữa ăn ngon cho gia đình, chúng ta cũng mong được những sự hài lòng từ các thành viên khác trong gia đình. Phần thưởng là điều mà người ta mong chờ, hay là được hưởng cho những hy sinh, nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Thế nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu áp dụng quy luật này cho cuộc sống đức tin Kitô hữu, thì chúng ta phải xét lại. Người Kitô hữu luôn được mời gọi phải yêu mến Thiên Chúa và bác ái với mọi người. Cùng đích của người Kitô hữu là hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Vậy phải chăng thiên đàng là phần thưởng, là thành quả mà người Kitô hữu sẽ đạt được nếu như họ ra sức lập thật nhiều công đức trên cõi đời này? Thưa cộng đoàn, không hoàn toàn như vậy. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay gợi mở cho chúng ta rõ hơn về điều đó. Dù ngôn hôm nay phản ánh một căng thẳng đến từ những người Pha-ri-sêu, khi hỏi thấy Đức Giê-xu thường giao du với những người tội lỗi, người quý mến, tôn trọng từng con chiên lạc, đem đến cho họ niềm vui sống và sự tự tin.
Người kêu mời họ hoán cải và hứa ban cho họ nước trời. Rốt cuộc, trong nước của Thiên Chúa, những người tội lỗi cũng sẽ được hưởng hạnh phúc như các ông Pha-ri-sêu suốt đời chỉ lo tuân giữ chi ly lề luật. Vì thế điều này làm cho những người Pha-ri-sêu bị sốc. Họ cảm thấy quyền lời của mình bị xâm phạm. Họ tỏ thái độ bực bội, tựa như thái độ của những người làm công được gọi từ sớm, ghen tức trước lòng quảng đại của ông chủ dành cho kẻ đến sau. Anh chị em thân mến, sống tốt lành, đạo đức, giữ lề luật Chúa là điều cần thiết. Thế nhưng đó không phải là điều kiện tiên quyết để ta lãnh nhận phần thưởng nước trời. Chúng ta vẫn thường được dạy là phải thực thi bác ái với tha nhân, tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa qua những việc làm cụ thể, qua việc giữ đạo, kinh nguyện sốt sắng. Thế nhưng những công đức, công trạng mà chúng ta lập được đó, từ nó không phải là chìa khóa dẫn ta vào thiên đàng. Sẽ thật sai lầm nếu chúng ta nghĩ thiên đàng là phần thưởng, nước trời được dành cho những ai có nhiều công trạng. Nếu khăng khăng như vậy, chúng ta sẽ rơi vào thái độ kể công của những người làm vườn đến từ sớm. Chúng tôi làm việc nặng nhọc cả ngày bị nắng nôi thiêu đốt. Hay giống như người con cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu, đã bao năm con hầu hạ cha, rồi cứ nghĩ rằng thiên đàng là phần thưởng tất yếu đến từ nỗ lực của chính bản thân. Chúng ta phải nhìn nhận rằng con người là những thò tào mòn hèn, không bao giờ có thể đặt ngang hàng hay tính toán công trạng sòng phẳng với Thiên Chúa là đấng tạo hóa cao vời. Do đó mọi sự chúng ta có được, tiên vàn là do Thiên Chúa ban cách quảng đài vô lượng. Việc chúng ta sống tốt, thực hành bác ái, yêu mến Thiên Chúa là để đáp lại tình thương mà Thiên Chúa đã đi bước trước trao ban cho chúng ta, chứ không phải để trao đổi một điều gì từ Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, sách thánh khẳng định cho chúng ta, tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa không phải là tư tưởng và đường lối của con người chúng ta. Và trời cao hơn đất chừng nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng và đường lối của chúng ta chừng ấy. Thiên Chúa là đấng công bình nhưng không cứng nhắc trong luật lệ. Người có trái tim để tự do yêu thương, có lòng tốt để quảng đại trao tặng. Người là Thiên Chúa của kẻ trộm lành trên đồi Can-vê năm xưa, là người chủ đầy hào phóng của người thợ chỉ có làm một giờ đồng hồ trong vườn nho hôm nay. Thiên Chúa rất công bình nhưng lại là người cha đầy yêu thương. Mỗi chúng ta tự xét bản thân, không biết mình thuộc nhóm thợ làm vườn vào giờ thứ mấy. Thế nhưng có lẽ điều đó sẽ không còn quan trọng nếu chúng ta dám xác tín rằng được Chúa mời gọi làm vườn nho, được trở thành người Kitô hữu, được làm con cái Chúa trên cuộc đời này là hạnh phúc nhất rồi. Phần thưởng ông chủ sẽ ban thế nào sau cuộc đời này, đó là chuyện của Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa là đấng có quyền quyết định. Còn chuyện của chúng ta là thái độ làm việc, là tình yêu mà chúng ta đặt vào công việc mình được trao phó. Thái độ này sẽ là yếu tố nói lên chúng ta có hạnh phúc khi đi theo Chúa hay không. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui vì được sống trong gia đình của Thiên Chúa, cũng như niềm xác tín Thiên Chúa luôn quảng đại ban ân sủng cho chúng ta đời này và hạnh phúc đời sau. Để nhờ đó chúng ta biết sống trọn vẹn vai trò trách nhiệm của mình mà đáp lại ân tình lớn lao Thiên Chúa đã luôn rộng ban. Amen.